Đây, hiện tại mình đang ở Tân Bình nhé, bây giờ là 1 giờ này. Mình đi thay phao, tình trạng thay thì đây. Cái tràn này, đây đây này. Mở cái nắp này xem nó bị sao. Cái phao này nó hư đúng không? Này thì gia đình nhà anh chị xài nước tiểu cục nhé. Tức là nước đẩy trực tiếp bên đây qua một cái phao cơ chứ không xài cái phao điện, không xài máy bơm. Đây là điện cắt đứt. Đây là cái phao sau nha mọi người. Đây là phao sau này. Đây là cái phao inox mình hay xài nhé. Đây là cái phao inox mình hay xài này. Cái đầu răng của nó đầu 21 nha mọi người. Đây là cái cần gạt của nó. Đây là cái cần gạt của nó. Banh của nó nhé, banh nhỏ xíu. Chặt khủng khiếp luôn. Đây thì tàu đang trong 27 nha mọi người, nó giảm về 21 này, tàu ra 21 thì tàu mình nó cũng là đầu 21 luôn, đó mình xài đầu 21 luôn, rất là tiện, đỡ phải nối của mình nhé. Thank you.
mình mở nước rồi nha. Rồi. Cái này là mình thử bằng tay thôi nhé, còn bình thường nước còn lên thì nó lên từ từ như vậy này. Từ nào nó tới cái có mấy cái giọt như vậy nó chảy rất là lâu, không nhiều khi cả ngày. Đó, như vậy này, nó chảy hoài luôn. Đấy, như vậy này, chảy suốt. Từ nào mà nó tới cái vị trí nâng của banh lên như vậy thì nó mới dừng. Nói chung là lúc hết nước ấy, thì nó vào rất là nhanh, của banh nâng rất là nhanh, nhưng mà lúc nó gần hết gần đầy rồi chảy rất là lâu. Đó, cho nên là mình thử bằng tay cho nó nhanh nhé. Sau này mình đi lắp thành bao vào máy bơm luôn mọi người. Bơm mạnh cỡ nào thì cho nên nó đóng được hết. Cái dòng này là nó đi qua đây, xuống dưới đây, chứ nó không đi qua cái đường chặn của cái dưới biển, của cái kho đồng kia.